Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Lâu lắm rồi em mới quay lại những clip nè. Hôm nay em đi xem lại mấy cái bo ghép. Sẵn quay lại cho anh em xem ha. À, như cây mai này anh em thấy không? Em ghép sống rất là mạnh nha anh em. Mặc dù cái bo rất là già ha. Mò cái cuốn nụ anh em, Tết á. À, cắt thường á, mùa Tết á. Chúng ta lấy bo á, lấy cái cuốn nụ không à, lấy cái nụ không à. Bo già lắm nhưng mà ghép vô nó sống vẫn là mạnh ha. À, mặc dù có bo thì nó phát triển trước, có bo thì nó phát triển sau nhưng mà sống hết anh em, mà nó phát triển rất là mạnh luôn nha. À, nó cũng cũng có những cái mẹo, cũng có những cái lưu ý anh em. À, một số cái lưu ý ha. À, thì để em tháo cái bịch này ra ghép cho anh em xem nè. Mặc dù em ghép những cái bo già anh em, nhiều, tại vì cái đây là cái giống mới, cái giống này giống là siêu bông Sài Gòn anh em. Cái giống này thì mới thì cũng chẳng mới nhưng mà cái lượng bo thì nó cũng đang còn 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 ít nên ghép ghép rất rất tiết kiệm anh em. Mỗi mắt lá có thể lấy được bo thì cứ lấy thôi. À, cứ một phân trong vòng phạm vi mà 1 cm mà nó có bo, nó có mắt lá chứ, là trở thành một cái bo ghép. À, trong vòng một phân mà nó có 2 mắt lá thì buộc phải lấy một phân ha. À, trong phạm vi một phân mà có một mắt lá chúng ta cũng lấy một mắt một một bo luôn. Miễn sao nó có một mắt lá ha, trở lên ha. À, đây đây là giống siêu bông Sài Gòn anh em. À, anh em thấy không? Cái bo này nè có một cái cuốn nụ lòi ra nè. Em lặt cái cuốn nụ đi xong rồi em ghép vô đó. Đây, đây là những cái bo mà nó có cuốn nụ, nó có nụ anh em. Em lặt em bỏ em ghép. À, lý do tại sao mà cái bo ở dưới này nè, em bo ở dưới này nè ghép cùng một ngày với lại mấy cái bo ở trên, nhưng mà tại sao nó lại phát triển chậm hơn cái bo ở trên? Cái bo ở trên giờ nó phát triển sùm anh em, nó ra cũng cả tấc rồi đó này. Tại vì cái bo trên này nè thì em đã lặt nụ đi, bỏ đi á khoảng chừng tầng hơn tầng anh em, xong rồi em mới cắt em ghép. À, nên khi ghép vô cái nó ra chồi liền. À, tại vì bản thân trong cái mầm á chuẩn bị nước chồi rồi thì ghép vô nó ra chồi liền, nó phát triển nhanh. Với lại những cái nhánh mà trên đỉnh nó đẩy nhựa mạnh hơn cái nhánh ở bên dưới này ha, nên nó ra trước này, còn mấy nhánh này ghép cùng một đợt mà nó ra sau, mặc dù giờ nó mới nứt ha, tại vì lúc ghép em mới lặt cái nụ đi. À, nên nó, quá trình nó chuyển mình á. À, hơn 2 tuần rồi nó bắt đầu nó chuẩn bị nứt ra ha. À, lưu ý một số cái lưu ý mà những mẹo để chúng ta ghép trở thành không cao á anh em. Đầu tiên thì anh em dưỡng một cái thân cây phôi ha. À, để cho nó mạnh. Một số cái cây á, ví dụ những cây yếu như vậy nè. Cây này thì cây mai suy. Em cứu giùm cho cái anh ở ở Vũng Tàu á. Mai suy. Những cây mai yếu thì anh em nuôi, nuôi cái cốt nó lớn lên. À, chưa có nhựa mạnh thì anh em đừng có ghép. Anh em ghép ráng nó cà chật cà ruột nó hư cái cây á. À, thì cụ thể cái cây như thế nào là mạnh, như thế nào là yếu thì anh em quan sát, anh em để anh em biết, anh em ghép liền ha. Những cái cây yếu á thì anh em phải nuôi cốt đi. À, nuôi cốt cho nó, cái cốt nó lớn rồi anh em ghép vào vào cái cốt á. À, còn những cây mai yếu á, thì xin lỗi, những cái mai mạnh á thì chúng ta có thể là khi đẩy nhựa, quan sát nó đẩy nhựa lên rồi chúng ta hãng ghép, đó là cái thời điểm để chúng ta đóng bo vô cái cây nha anh em. Thời điểm chứ không phải thời gian ha. Như cái cây này cũng là một cái cây yếu mà em nuôi lại anh em, cũng là một cái cây yếu em nuôi lại, nuôi 1 năm anh em, xong rồi nó ra những cái cốt như vậy nè. À, rồi em mới ghép vô vậy ha. À, thì nó sẽ lực nó rất là mạnh. Thì anh em ghép
tỷ lệ thành công có thể đạt lên đến 100%. Như cái này thì em ghép thì nó sống hết nha anh em, sống hết đó. Thì cái cách để chúng ta quan sát đánh giá một cây mai phôi nó mạnh hay nó yếu là anh em nhìn cái da cây này nè. À, cái da cây nó căng lên nha, cái da của cái thân cây phôi đó nó căng lên. Mà khi chúng ta khui đất chúng ta trồng á thì cái bộ rễ của nó nhiều, rễ chùm rễ cám nhiều đó. Khi anh em cho vô chậu rồi á thì nó căng cái da lên. À, khoảng chừng 1 tuần 2 tuần nó bắt đầu nó căng da lên. À, anh em thấy những cái lằn ngang ở cái da cây á, là cây nó mạnh. À, có thể chúng ta đóng và ghép luôn. À, tiết kiệm được thời gian. Nhưng mà cái cây như cây này anh em thấy không? À, anh em quan sát, thứ hai nữa là anh em quan sát trên những cái đầu cành như vậy nè, nó sẽ đẩy cái lớp nhựa ra. À, như cây này là chưa có biểu hiện gì nha. À, mặc dù nó vẫn còn sống. À, vẫn phát triển, có dấu hiệu phát triển đó. Nhưng mà những cái cây này anh em ghép vô nó dễ chết cái cây lắm nha, dễ tụt cái cây lắm. Ừ. Ghép vô á nó rớt, tỷ lệ bo rớt nhiều á, dễ tụt cái cây lắm. Nghĩa cây này cũng vậy ha. À, nó lằn ngang ha. Cây này thì mới vô thôi nhưng mà cây này thì lực nó mạnh hơn nè. À, anh em quan sát cái đầu cành này nè, nó kéo nhựa xung quanh này nè là chúng ta ghép ổn ha. Còn những cây mai yếu, rễ yếu á, rễ lau nó yếu á thì chúng ta trồng xuống á, thì chúng ta đừng nên ghép liền. À, mà chúng ta phải nuôi. À, nuôi để cho cái cốt, tức là chúng ta nuôi là nuôi bộ rễ anh em nha, nuôi bộ rễ đó. À, như cái cây này á dấu hiệu nước trồi vậy nè anh em thấy không? À, những cái trên cái đầu này nè, đầu có bị chê cắt cái nè. À, nó đẩy nhựa lên anh em thấy không? Nó nổi lên một đường không? À, nổi lên đường ha. À, là nó đẩy nhựa ha. À, nhưng cây này vẫn là yếu nha anh em. À, tại vì nó đẩy không mạnh. À, nó đẩy không mạnh ha. À, chút nữa em quay cho anh em xem cái cây nó đẩy rất là mạnh. À, thì chúng ta gắn bo vô là dính nè, gắn vô là dính, già non gì tốt ta gắn vô cũng dính hết á, yếu yếu thì thua. À, còn những cây mai mà đây là những cây mai yếu nè, năm rồi em có trồng xuống nhưng mà em chưa có ghép, em nuôi nuôi bây giờ nó cốt nó anh em thấy không? À, cái cốt nó mạnh mạnh như cái ngón tay của em rồi nè. À, thì bây giờ em cắt ngang nè. À, cắt ngang đi xong rồi ghép. À, em mới cắt được mấy ngày á, à, chuẩn bị ghép ha. À, cắt ngang em đóng vô những cái đầu này nè, bảo đảm sống 100% luôn á. Nhưng mà khi anh em ghép vô những cái đầu cành nhỏ này nè, à, có những cái lưu ý ha. Anh em quan sát ở clip sau em sẽ ghép trên cây này, ghép thực tế luôn rồi em quay những cái lưu ý cho anh em xem ha. Ừ, đối với những cái đầu cành nhỏ nhỏ vậy nè, nó cũng có những cái kỹ thuật khác so với như đóng ở trên những cái đầu cành lớn ha. Ừ, đây là cũng là một trường hợp cái cây mai yếu của năm ngoái nè. À, em nuôi cái cốt anh em thấy không? Cái cốt nó đẩy nó kéo sẹo vô trong đây luôn nè. À, em nuôi cái cốt bành 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 như ngón tay vậy nè, xong rồi em đóng bo vô những cái đầu cành này anh em đó, nó to như ngón cẳng cái của em, như ngón tay cái của em luôn rồi nè. À, nó cái cốt anh em tức là nuôi cành thân của cái tân thân cây này ra nè. À, nó lớn lên 1 năm trời, hơn 1 năm trời này nó cốt nó mạnh mạnh như ngón tay chúng ta ghép. Ừ, đây là những cái trường hợp những cây yếu ha. À, anh em quan sát trên cái da là một số cây nãy em quay á, à, nó không được mạnh á, thì chúng ta từ từ ghép. À, như cái cây này á là một cái trường hợp cái lực nó rất là mạnh anh em thấy không? Nè, anh em quan sát ở cái đầu cành như vậy đây. À, anh em thấy nhựa nó đẩy lên một cái vòng tròn không? Đó, đó chính là cái cây đó mạnh. À, nhựa nó mạnh và chồi nó ra nhìn nó nhìn cũng đã nữa. À, những cái vị trí xung quanh cái chành này nè anh em thấy nó có những cái mục hũ nừng lên đó, là nó chuẩn bị đâm chồi á. Đây nè, nó dồn lực ở những cái đầu cành này nè anh em thấy không? À, những cây này thì lực nó rất là mạnh. À, nha, thì anh em đóng bo vô là cây này ghép sống 100% luôn anh em.
lên đến 100%. Mà thêm một cái yếu tố nữa là chúng ta phải carbon, yếu tố carbon cũng đóng vai trò quan trọng để đạt cái tỷ lệ thành công nó cao ha. À, cái cách để chúng ta carbon á, chúng ta không có vướng vào một số cái sai lầm á, chúng ta carbon nó từ cái cây cái bo mà mạnh khỏe chúng ta cắt cũng không biết cách, nó cũng dẫn đến là cái tỷ lệ sống nó sẽ không đạt anh em nha. Còn cái thời gian ghép á, cái mùa này là cái mùa ghép tốt nhất nha anh em. Nói chung trong một năm thì anh em ghép cái thời gian nào nó cũng được hết đó, nhưng mà chăm sóc nó khó và tỷ lệ thành công nó sẽ không đạt bằng cái mùa này nha. Đấy, cái mùa này là ghép tốt nhất nè, từ sau Tết cho đến tháng 4 ha, là chúng ta ghép tốt nhất. Tại vì cái mùa này thì cái cây nó đang trong cái quá trình sinh trưởng. Đó. Thứ hai nữa là nó không có mưa. Đó. Nên chúng ta chăm sóc nó dễ. Chứ qua cái mùa mưa anh em, là cái cây á, thứ nhất là nó dừng sinh trưởng, phát triển nó chậm. Đó. Thứ hai nữa là cái mùa mưa nó dễ sinh ra các loại bệnh lắm. Cái thứ ba là nước mưa nó vô cho lòng chậu á, chúng ta phải che đậy nữa, nó cực. Mà chăm sóc nó khó. Cuối năm thì ghép càng khó nữa, vẫn dính nhưng mà nó nằm đơ, nó không phát triển, nó phát triển chậm lắm, nó nở hoa luôn, vừa ghép vô nó nở hoa luôn, nên nó cũng dở lắm. Nên cái mùa này ghép tốt nhất nè ha. Rồi đây là cái cây mai mà em ghép nè anh em, nó đẩy nhựa mạnh em ghép nè, em quấn rất là ẩu nha anh em ha, quấn mà không kín nữa nè mà nó vẫn lên là mầm anh em ha. Đó. Nhét vô mà quấn có băng keo quấn không hết nữa nè. Đó. Bên này quấn bên này thiếu tùm lum mà nó vẫn lên ha, vẫn lên là mầm anh em. Là yếu tố quan trọng nhất vẫn là gì, cái lực cái cây mai phôi ha. Đó. Cái cách cũng là chọn cái thời điểm chúng ta đóng bo dựa trên cái lực cái nhụ cân thân cái phôi ha, để ta ghép. Đó. Thứ hai nữa là cái cách để chúng ta lấy một cái bo làm sao mà nó đạt tỷ lệ nó cao ha. Đó. Thì để trong cái clip sau anh em quan sát để em quay cụ thể về việc mà lấy bo rồi ghép như thế nào, quay chi tiết cho anh em xem ha. Cái này thì em ghép mai cúc thọ hương nha anh em, dáng tàn thông. Cây này thì nó không rớt một bo nào ha, em ghép chắc phải 30 bo trên cái cây này nhé. Nó sống hết nha anh em. Đây cái nước ha, nước ở trong lòng chậu này nó ráo ha, đây cũng là một cái lưu ý nha anh em. Cái cây nó đang quá trong quá trình ghép, chúng ta đừng có túi, cứ mầm là được, giữ mầm là được rồi ha. Rồi anh em đón xem một clip sau, em sẽ ghép cụ thể chi tiết cho anh em xem, hình dung cho nó dễ ha. Xin chào, hẹn gặp lại.